Ngọc Mai xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Giờ Cá Sổ được phát sóng trên kênh truyền hình FVNC. Và mở đầu phần 1 thì hãy cùng với Ngọc Mai đến với những thông tin của các doanh nghiệp trong nước và trên thế giới, cùng những tin tức quan trọng trên thị trường dầu. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất trên sàn giao dịch chứng khoán ở khắp các thị trường. Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ công bố dữ liệu tồn kho tại Mỹ cao, dầu quay đầu giảm. Ba chỉ số chính của Dow Jones ghi nhận phiên tệ nhất kể từ ngày 11 tháng 6. Nhà đầu tư nên bình tĩnh, tránh bày bán tháo. Cùng theo dõi những cập nhật mới nhất về thị trường và các phân tích chuyên sâu cùng FBNC Việt Nam trong chương trình Giờ Cá Sổ ngày 25 tháng 6. Mở đầu sẽ là những thông tin của các doanh nghiệp trong nước. Thưa quý vị, theo báo cáo về kế hoạch kinh doanh đã được Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam VNR phê duyệt vào tháng 6 năm 2020 năm nay, thì VNR dự kiến sản lượng và doanh thu hợp cộng bằng 77% trở lên so với năm 2019. Đáng chú ý, VNR dự kiến lỗ sau thuế tới 1.394 tỷ đồng trong năm 2020. Báo cáo của VNR cho biết, hoạt động kinh doanh dự kiến lỗ 711 tỷ đồng, trong đó hai công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn dự kiến lỗ 618 tỷ đồng, đã tính đến tác động từ dự án 7.000 tỷ đồng và dự kiến đến hết tháng 6 công bố hết dịch COVID-19. Công ty mẹ VNR dự kiến lỗ 168 tỷ đồng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020, được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt ngày 9 tháng 1 năm 2020, trong đó đã tính một phần ảnh hưởng từ dự án 7.000 tỷ đồng, nhưng chưa điều chỉnh theo ảnh hưởng của dịch COVID-19. Còn lại 20 công ty cổ phần đường sắt dự kiến lãi tổng cộng 70 tỷ đồng, 3 công ty cổ phần khối công nghiệp, cơ khí, chưa tính ảnh hưởng do dịch COVID-19, dự kiến lãi gần 5 tỷ đồng. Bên cạnh lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh, VNA cũng dự kiến ghi nhận các khoản lỗ khác, cụ thể xử lý tồn tại tài chính từ những năm trước chuyển sang của công ty mẹ, chi phí phải trả, các khoản trích lập dự phòng dự kiến hoạch toán đưa vào chi phí trong năm 2020 là 682 tỷ đồng. Như vậy, nếu tính đúng, tính đủ đến các tác động của dịch COVID-19, kết quả kinh doanh năm 2020 của VNA có thể còn bi đát hơn mức lỗ dự kiến gần 1.400 tỷ đồng. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo giao dịch của cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, mã là PDN tuần qua. Theo đó, Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam Sowatco vừa mua thành công 3,75 triệu cổ phiếu PDN vào ngày 19 tháng 6. Sau giao dịch, Sowatco nâng sở hữu tại PDN từ 0% lên 20,25% và trở thành cổ đông lớn thứ hai sau Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp, nắm giữ 9,45 triệu cổ phiếu PDN, tỷ lệ 51%. Trên thị trường, cổ phiếu PDN hiện đang giao dịch quanh mức 76.600 đồng một cổ phiếu, tăng hơn 24% so với hồi đầu năm. Cơ cấu danh mục cổ đông lớn của PDN theo đó cũng có nhiều thay đổi. Đến nay, bao gồm Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp Sonadeji nắm 51% vốn, Sowatco trở thành cổ đông lớn thứ hai nắm giữ 20,25%, VN Direct giảm xuống còn 4,64%, Gilles 4,13% cùng các cổ đông khác. Theo kế hoạch, kinh doanh năm 2020 đã thông qua tại Đại hội Cổ đông Thường niên với chỉ tiêu tổng doanh thu 750 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 144 tỷ đồng, tăng 5,4% so với kết quả đạt được năm 2019, chi cổ tức dự kiến ở mức 30% trên vốn điều lệ. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas, mã chứng khoán là GAS, vừa thông qua nghị quyết hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, PVGas đã lấy ý kiến cổ đông về việc nộp ngân sách nhà nước khoản chênh lệch giá khí đối với lượng khí trong bao tiêu do PVGas bán cho sản xuất điện. Về cổ tức, PVGas trình phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2019 cho cổ đông. Tỷ lệ chi trả 35% vốn điều lệ, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận về 3.500 đồng. Thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 năm 2020. Trước đó, ngày 5 tháng 5 năm 2020, PVGas đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2020, trong đó thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 với tổng doanh thu đạt 76.686 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 15.068 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 12.086 tỷ đồng, vượt 58% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Đại hội cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó chia cổ tức tổng tỷ lệ 45% thay 30% như kế hoạch. Trước đó, công ty đã tạm ứng 10% bằng tiền, số còn lại 35% tương ứng khoảng 6.699 tỷ đồng. Năm 2020, GAS trình kế hoạch doanh thu 66.163,5 tỷ, giảm 12% và lợi nhuận sau thuế là 6.636 tỷ, giảm mạnh 45% so với kết quả thực hiện năm 2019. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 dựa trên dự tính giá dầu 60 đô la Mỹ một thùng.
Ban lãnh đạo Tập đoàn Dệt may Việt Nam lên kế hoạch lãi gần 382 tỷ đồng, giảm 50% so với năm 2019 do những tác động từ dịch bệnh tới ngành may mặc. Theo tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex, lãnh đạo tập đoàn này nhìn nhận ảnh hưởng COVID-19 đã khiến kết quả kinh doanh các đơn vị trực thuộc sụt giảm nghiêm trọng. Nguyên nhân khiến Vinatex giảm doanh thu, lợi nhuận được cho là một số đơn vị đã thoái vốn, chuyển liên kết nên số liệu sản xuất kinh doanh năm 2020 không còn hợp nhất vào báo cáo của tập đoàn. Lên kế hoạch kinh doanh năm 2020, Vinatex ước doanh thu và lãi trước thuế hợp nhất lần lượt đạt 14.641 tỷ đồng và 381,6 tỷ đồng, giảm 27% và 50% so với thực hiện năm trước. Được biết, kế hoạch Vinatex đưa ra lần này nằm ở mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Năm 2019, doanh thu hợp nhất đạt 20.139 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 765,5 tỷ đồng. Vinatex trình cổ đông phương án chia cổ tức 5% bằng tiền mặt, tương đương 250 tỷ đồng. Cùng đến với những thông tin của các doanh nghiệp trên thế giới. Thưa quý vị, hướng đến mục tiêu tìm ra vaccine ngừa COVID-19 vào năm 2021, tập đoàn dược phẩm Pháp Sanofi vừa thông báo tiếp tục đầu tư 425 triệu đô la Mỹ. Theo đó, thì 425 triệu đô la này sẽ dùng để mở rộng liên doanh với công ty khởi nghiệp Mỹ Translay Bio. Với thỏa thuận này, Sanofi có khoảng 7,2% cổ phần của Translay Bio và có đặc quyền toàn cầu trong việc phát triển, sản xuất và bán các loại vaccine ngừa bệnh truyền nhiễm sử dụng công nghệ của Mỹ. Cụ thể, Sanofi và Translay Bio cho biết sẽ hợp tác phát triển nhiều loại vaccine sử dụng công nghệ mRNA. Công nghệ này sẽ hướng tới các tế bào trong cơ thể con người, tạo ra những protein cụ thể phản ứng miễn dịch đối với bệnh. Sanofi kỳ vọng vaccine sẽ được thử nghiệm lâm sàng vào cuối năm 2020 và được cấp phép vào năm 2021. Quý vị thân mến, Philippines đã mở một cuộc điều tra hãng thanh toán Đức Wirecard liên quan đến bê bối 2,1 tỷ đô la Mỹ tại hai ngân hàng của Philippines bốc hơi. Hiện nhà chức trách đang tìm kiếm cựu giám đốc điều hành của Wirecard, ông James Marsalek. Họ cho rằng ông James Marsalek có thể đang ở trong nước. Thông tin về vụ bê bối được hé lộ vào ngày 18 tháng 6, khi mà hãng kiểm toán EY cho hay họ không kiểm chứng được sự tồn tại của số tiền 2,1 tỷ đô la Mỹ của Wirecard tại hai ngân hàng Philippines. Theo EY, các giấy tờ có dấu hiệu làm giả. Trước vụ việc này, cựu giám đốc điều hành của Wirecard, ông Marcus Brown cho rằng có nhiều khả năng Wirecard đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo. Tuy nhiên, ngày 19 tháng 6, ông Marcus Brown đã từ chức. Thậm chí đến ngày 22 tháng 6, ông bị bắt giữ vì nghi ngờ giả mạo tài khoản công ty và thao túng thị trường. Ngày hôm sau, ông được tại ngoại. Ngày 22 tháng 6, Wirecard đã phải thừa nhận số tiền trên có thể không tồn tại. Cổ phiếu của Wirecard đã giảm hơn 80% kể từ khi sự việc mất hàng tỷ đô bị phanh phui. Trong phán quyết đưa ra vào ngày 23 tháng 6, thì Tòa án bang Missouri, Mỹ đã bác đơn kháng cáo của Johnson & Johnson về hủy bản án buộc hãng bồi thường cho 22 nữ khách hàng vì cáo buộc sản phẩm chứa chất gây ung thư buồng trứng. Tòa án Mỹ yêu cầu Johnson & Johnson bồi thường 2,12 tỷ đô la cho bên Nguyên, tức là giảm hơn một nửa so với con số là 4,69 tỷ đô được đưa ra trong phán quyết vào tháng 7 năm 2018. Về phía Johnson & Johnson, công ty cho biết sẽ kháng cáo đối với bản án mới này. Được biết, J&J đối diện với 16.000 vụ kiện từ người tiêu dùng liên quan đến cáo buộc sản phẩm có chứa chất gây ung thư với thành phần bột than. Phần lớn các vụ kiện đang chờ xét xử tại New Jersey. Thị trường dầu hôm nay đã có những thông tin quan trọng nào? Thưa quý vị, giá dầu giảm trên 2 đô la Mỹ tương đương 5% trong phiên vừa qua sau khi dữ liệu về tồn trữ dầu thô của Mỹ được chính phủ công bố. Kết phiên, giá dầu Brent giảm 3,23 đô la Mỹ tương đương 5,4% xuống 40,31 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu WTI giảm 2,36 đô la Mỹ tương đương 5,8% xuống 38,01 đô la Mỹ một thùng. Theo số liệu do cơ quan thông tin năng lượng Mỹ vừa công bố, tồn trữ dầu thô của nước này trong tuần vừa qua đã tăng 1,4 triệu thùng, vượt mức dự đoán là 299.000 thùng, là tuần thứ ba tăng liên tiếp. Các nhà đầu tư đang lo ngại làn sóng bùng phát dịch COVID-19 lần hai tại Mỹ có khả năng làm giảm nhu cầu năng lượng. Nhập khẩu dầu của Ấn Độ trong tháng 5 năm 2020 đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2011. Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, cũng dự kiến sẽ giảm nhập khẩu dầu trong quý 3 năm nay. Ngay sau đây sẽ là những cập nhật mới nhất về những diễn biến trên thị trường chứng khoán Mỹ. Quý vị thân mến, chứng khoán Mỹ giảm mạnh vào ngày thứ Tư 24 tháng 6 khi sự tăng vọt số ca nhiễm mới COVID-19 đã làm giảm kỳ vọng về sự phục hồi của nền kinh tế. Kết thúc phiên ngày thứ tư, chỉ số Dow Jones giảm 2,7% xuống 25.445 điểm, S&P 500 giảm 2,6% còn 3.050 điểm, chỉ số Nasdaq đóng cửa mức 2,2% xuống còn 9.909 điểm. Nasdaq Composite ghi nhận phiên giảm đầu tiên trong 9 phiên liên tiếp. Đây cũng là phiên tồi tệ nhất của Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2020.
Cổ phiếu của Carnival, Norwegian Relay và Royal Caribbean lần lượt lao dốc 11,1%, 12,4% và 11,3%. Cổ phiếu nhà bán lẻ Gap cũng giảm 7,8%. Cổ phiếu các công ty được hưởng lợi từ việc tái mở cửa nền kinh tế chịu nhiều biến động. Ngành hàng không đặc biệt chịu ảnh hưởng bởi lệnh cách ly từ các bang như New York, New Jersey và Connecticut, với cổ phiếu của JetBlue Airways giảm 9,5%. Còn cổ phiếu của Disney giảm 3,9% sau khi các nhân viên ở công viên giải trí khu vực Orlando kiến nghị hoãn kế hoạch mở cửa trở lại vào ngày 11 tháng 7 trong bối cảnh các ca nhiễm tăng vọt ở Florida. Đà bán tháo chứng khoán trong ngày thứ tư đã khiến nhà đầu tư đổ xô vào các tài sản trú ẩn an toàn, truyền thống như là vàng, trái phiếu chính phủ. Giá vàng tăng cao nhất trong gần 8 năm trước khi quay đầu bước lùi ở cuối phiên. Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 0,68%. Mời quý vị cùng Ngọc Mai quay trở lại với thị trường chứng khoán Việt Nam. Sắc đỏ bao trùm toàn sàn ngay từ thời điểm đầu phiên giao dịch, áp lực bán dàn trải trên diện rộng khiến các cổ phiếu lớn giảm sâu đã tác động tiêu cực đến chỉ số. Tuy vậy, dòng tiền vào thị trường nhanh chóng tham gia bắt đáy và góp phần giúp hoạt động giao dịch trên sàn diễn ra vô cùng sôi động. Bước sang phiên chiều, đã giảm trên sàn vẫn được duy trì, các cổ phiếu blue chip tiếp tục chịu áp lực bán nhưng không còn mạnh. Nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng vào sự hồi phục của thị trường. Khép lại phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,6% về mốc 854,59 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNX Index của sàn Hà Nội lại tăng 0,33%, đạt mốc 114,07 điểm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần 1 của chương trình Giờ Kết Sổ. Và để hiểu rõ hơn về những tác động cũng như xu hướng đầu tư trên thị trường chứng khoán, hãy cùng tìm hiểu qua cuộc trao đổi với chuyên gia trong phần 2 của chương trình. Quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình Giờ Kết Sổ và ngay sau đây hãy cùng Ngọc Mai theo dõi cuộc trao đổi giữa biên tập viên Hồng Diễm và chuyên gia đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng để lắng nghe những phân tích chuyên sâu về phiên giao dịch chứng khoán ngày 25 tháng 6 năm 2020. Đầu tiên xin cảm ơn chị Cần đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi cùng kênh truyền hình FBNC ạ. Thưa chị, trong phiên ngày hôm nay chúng ta thấy là thị trường buổi sáng đã có sự giảm điểm khá là mạnh, có khi đến 10 điểm và chốt phiên hôm nay thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm điểm. Vậy theo chị thì điều gì đã khiến cho thị trường giảm điểm như vậy ạ? Cái tâm lý của nhà đầu tư trong bối cảnh này do lo ngại dịch Covid sẽ bùng phát lại một lần nữa, sẽ nhấn chìm thị trường một lần nữa, kèm theo những cái thông tin tiêu cực từ các cái chỉ số thế giới đêm hôm qua giảm điểm mạnh đã khiến cho tâm lý nhà đầu tư trong nước trong hai phiên gần đây có một cái sự đảo chiều. Thì lập tức thì buổi chiều ngày hôm qua kèm theo là cái sự bán mạnh của sáng phiên hôm nay đã nhấn chìm thị trường, có những lúc thị trường mất 10 điểm. Thì quan sát chung thì các cái nhóm cổ phiếu đè nặng trên thị trường đó là Vietcombank, BIDV, Vinamilk, và ở chiều ngược lại thì khi mà cái điểm số rơi về cái sự hấp dẫn thì trong phiên hôm nay có một cái điều tích cực hơn, đó là tôi thấy là dòng tiền có sự tham gia trở lại. Dòng tiền này rút đi thì có một cái sự tham gia kích hoạt của dòng tiền khác đã quay trở lại ở nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt như là nhóm ngành thép, Hoa Sen và Phát hôm nay là tâm điểm lớn cho thị trường, làm cho thị trường đỡ phải tiêu cực hơn và có một cái sự quay trở lại sôi động hơn. Phiên hôm nay thì một điều tích cực là cái thanh khoản thị trường có một cái sự cải thiện. Cuối phiên thì nhờ sự góp mặt của một vài nhóm cổ phiếu trong ngành thép và cổ phiếu ngân hàng STB thì đã thu hẹp được cái đà giảm. Một cái điều tích cực trong chiều hôm nay đó là dòng tiền đã quay trở lại với nhóm cổ phiếu penny nhỏ, thì một vài cổ phiếu đã kịch trần như là ITA. Cái tâm lý của nhà đầu tư chiều hôm nay nó đỡ hơn một phần nào so với phiên hôm qua. Theo quan sát thị trường thì tôi nhìn thấy có vẻ như các nhà đầu tư họ không được bình tĩnh lắm trước những cái thông tin vừa rồi trên thị trường. Có phải là các nhà đầu tư họ đang không đặt niềm tin quá nhiều vào thị trường ở thời điểm hiện tại không thưa chị? Thì ở giai đoạn hiện tại thì tâm lý của nhà đầu tư không vững. Kèm theo cái sự sụt giảm của Dow Jones phiên hôm qua đã mất 700 điểm, tương đương với 2,7%, thì đã khiến cho cái tâm lý bán tháo tiếp nối với cái đà hôm qua ở thị trường chứng khoán Việt Nam của mình. Tuy nhiên thì theo quan sát của tôi phiên hôm nay thì khi mà thị trường rơi về cái mức
định giá hợp lý thì dòng tiền kích hoạt trở lại. Nhiều cổ phiếu đã được kích hoạt từ mức giá gần sàn cho đến là màu xanh. Không hẳn là nhà đầu tư nào cũng tiêu cực với thị trường. Thì phiên hôm nay cái sự thanh khoản cải thiện trở lại cho thấy dòng tiền đã có dấu hiệu tham gia vào thị trường. Và những cái nhà đầu tư đã bỏ lỡ những cái nhịp chỉnh của lần trước thì hôm nay đã có cơ hội quay lại với thị trường. Đáng chú ý hôm nay nữa là dòng tiền tập trung vào các cái cổ phiếu được đánh giá là kết quả kinh doanh quý 2 khả quan và có nhiều tiềm năng tăng trưởng tốt. Nhìn chung tổng thể của thị trường phiên hôm nay thì cho thấy là tâm lý của nhà đầu tư không quá bi quan với thị trường lắm. Một số nhà đầu tư họ đã có mức lời từ khi họ tham gia vào cái phiên 31 tây tháng 3 thì đến hôm nay họ có một cái khoản lợi nhuận lớn thì có thể là họ bán ra bằng mọi giá thì họ cũng có lời. Vì thế là họ tạm dừng khỏi thị trường. Tuy nhiên thì dòng tiền này rút ra khỏi thì có dòng tiền khác đã quay lại tới thị trường. Thể hiện là trong phiên hôm nay thị trường thu hẹp đà giảm. Thì với cái tình hình này tôi nghĩ là trong tuần tới sẽ có một cái sự khởi sắc hơn cho thị trường. Thưa chị, nói về tâm lý nhà đầu tư thì rõ ràng chúng ta nói là tâm lý nhà đầu tư thì họ có thể được cải thiện bởi nhiều yếu tố khác nhau. Vậy theo chị, ở cái thời điểm này nè, khi với những cái tâm lý của nhà đầu tư mà chị vừa phân tích thì chị nghĩ là có điều gì để chúng ta có thể cải thiện nhiều hơn nữa cái tâm lý của nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán Việt Nam ạ? Hiện tại thì theo thống kê thì nước Mỹ đã có một số ca nhiễm tăng lên đáng kể, vì thế là nó ảnh hưởng hết sức đến cái tâm lý của nhà đầu tư, vì nền kinh tế Mỹ ảnh hưởng lớn đến thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó thì thị trường Trung Quốc cũng là cái thị trường ảnh hưởng cực lớn đến thị trường Việt Nam. Chính vì vậy thì cái tâm lý nó đè nặng lên nhà đầu tư trong giai đoạn này. Tuy nhiên thì nhà đầu tư cũng nên hết sức là bình tĩnh và có thể nhìn nhận cụ thể hơn trong cái vấn đề Việt Nam là một đất nước chống dịch khá là tốt và tinh thần chống dịch cũng khá là tốt. Bên cạnh đó, các cái gói hỗ trợ lớn từ chính phủ cũng như vừa rồi thì Việt Nam đã thông qua các cái hiệp định thương mại tự do. Các cái hiệp định này nó cũng sẽ có lợi cho các cái ngành xuất nhập khẩu và theo đó thì nó sẽ giúp cho kinh tế phát triển hậu Covid sẽ tốt hơn. Nhà đầu tư đừng quên rằng Việt Nam được nhiều chuyên gia của quốc tế đánh giá rằng là điểm đến của nhiều quốc gia. Và theo thống kê thì khu công nghiệp bất động sản ở Việt Nam đã có một cái sự nổi trội từ cái giai đoạn cuối 2019 đến nay. Và có thể nói là nhiều chuyên gia đã nhận định là nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sẽ rời khỏi Trung Quốc và sẽ điểm đến sẽ là đất nước Việt Nam. Vì thế thì rất là nhiều cái cơ hội cho thị trường Việt Nam. Vì vậy thì nhà đầu tư cũng không nên bán tháo cổ phiếu trong cái giai đoạn này. Nếu mà nhìn nhận lại cổ phiếu, đang nắm giữ những cái cổ phiếu mà có cái nền tảng cơ bản không vững lắm và nó có một cái sự đầu cơ lớn thì ta có thể là cơ cấu lại danh mục và tìm đến những cổ phiếu cơ bản có nền tảng hơn và để nắm giữ trung và dài hạn. Vì hiện tại so với cái giai đoạn 2018 thì thị trường được định giá là rẻ và các cổ phiếu hầu như được định giá là ở mức hợp lý và có thể nói là rẻ. Vì thế là nếu như mà trước khi bán tháo cổ phiếu thì nhà đầu tư nên nhìn nhận lại cổ phiếu mình đang nắm giữ nó có câu chuyện gì. Có thể là canh những cái nhịp điều chỉnh để mình có thể gia tăng hơn là mình bán tháo cổ phiếu trong giai đoạn này. Dạ, không nên bán tháo cổ phiếu trong giai đoạn này và mình cần cân nhắc nhiều hơn nữa về các chỉ số cơ bản của doanh nghiệp, đúng không ạ? Đúng rồi. Chỉ có một vài gợi ý nào liên quan đến những cái doanh nghiệp mà có đang có cái chỉ số cơ bản khá là tốt để các nhà đầu tư họ có thể tham khảo ạ? Các cái doanh nghiệp mà có thể là ít ảnh hưởng đến cái dịch bệnh Covid, từ cái giai đoạn mà cách ly xã hội trải qua một thời gian mà có thể nói là ngừng đi các cái giao dịch, tuy nhiên thì các doanh nghiệp này vẫn khá là ổn định. Ví dụ như trong ngành thép thì năm nay được cải thiện khá là tốt, thì thị phần của các cái ngành thép được đánh giá là nó sẽ là ổn định và ít ảnh hưởng dịch Covid nhiều hơn. Đơn cử là cổ phiếu Hoa Sen, Hòa Phát và mới đây là cổ phiếu Hòa Phát, hôm nay là cái ngày đại hội cổ đông của cổ phiếu Hòa Phát thì đưa ra những cái thông tin khá là tích cực khi mà doanh nghiệp Hòa Phát đã có một kế hoạch là chia cổ tức với cái mức lợi nhuận sẽ duy trì tốt trong 2020. Thì đây là những cổ phiếu mình có thể là đầu tư được. Kể cả Hoa Sen thì hiện tại là đang bước khỏi ở cái vùng giá 12 năm. Thì phiên hôm nay thì Hoa Sen rất là ấn tượng khi mà cổ phiếu cũng kịch trần. Tuy nhiên thì cuối phiên nó cũng có bung ra. Nhưng mà ở cái giai đoạn hiện tại thì cổ phiếu thép Hoa Sen cũng được định giá là cổ phiếu hấp dẫn và tạo sự sôi động cho thị trường sau cái thông tin là cái kế hoạch lợi nhuận 5 tháng đầu năm khá là tốt và triển vọng rất là tốt, thì cổ phiếu này có thể là phục hồi
lại trong cái bối cảnh sắp tới. Và bên cạnh đó thì về cái định giá về khu công nghiệp bất động sản thì rất là nhiều chuyên gia nhận định sẽ rất là sôi động hậu Covid. Theo đó thì những cái doanh nghiệp khu công nghiệp bất động sản thì nhà đầu tư cũng nên xem xét và đầu tư vào những cái nhóm cổ phiếu này để được hưởng lợi. Rất cảm ơn chị Cần với những phân tích vừa rồi. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Giờ Kết Sổ cũng đã hết. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Cảm ơn sự đồng hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Giờ Kết Sổ tiếp theo.